vàng anh chị, cánh xoắn vô cùng đẹp luôn anh chị ơi. Ngày hôm nay đi vườn thì xin vàng anh chị một dòng rồng xanh nha anh chị mà lai với cái dòng xin tạo ra thành cây xin vàng 24, hoa cực đẹp luôn, cánh xoắn nè anh chị, cánh xoắn cái lưỡi rất là đẹp nha. Đây. Rồi, thì ngày hôm nay thì em xin được phép bán những cái chậu thế này nè anh chị. Những chậu thế này đây. Thân lá rất là đẹp luôn nha anh chị à. Thân lá vô cùng đẹp luôn. Thì với mức giá là 330.000 anh chị. Một chậu thiết kế thế này đây, tầm khoảng em đã cam kết với anh chị chuẩn mặt hoa và tầm khoảng là từ 3-4 thân trở lên nha anh chị à. Tính luôn cây con và tầm khoảng cao còn tới gang tay em đây. Chậu xin vàng 24, một dòng hoa thơm nhẹ, hoa vô cùng đẹp luôn anh chị. Và nó có một dải nè, chậu nào chỗ nấy cũng đều đẹp hết nha anh chị à. Đây là cái dòng xin vàng 24. Và tiếp theo nữa thì em cũng xin được phép giới thiệu anh chị là hàng đang nụ nha. Hàng đang nụ là dòng hoa hồng đen, hoa hồng blue đang nụ anh chị, đang nụ to luôn, chậu 16. Đây. Một chậu như vậy là 150 anh ra. Một chậu như vậy là bên em bao ship, một chậu như thế này hoa hồng blue một chậu 150 mà hai chậu á là 280 bên em bao ship cho anh chị luôn. Anh ra, tặng kèm kích hoa luôn, đang nụ ra rất là nhiều. Đây là dòng hoa hồng blue. Anh ra, tiếp theo nữa là hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ em để em xin qua bên kia anh ra để em bán anh chị với 280 bao ship luôn, mà anh chị đi theo em anh chị. Rồi anh chị à, và những cái chậu cũng 150 luôn, chậu cũng bụi lùm. Tuy nhiên là anh chị mới đứng ngọn thôi anh chị. Đây là chậu hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ này có mùi thơm nha anh chị à. Những chậu hoa hồng đỏ lên cánh hoa từng chùm này nè anh chị à, nó đang nở từng chùm này, cũng rất là đẹp luôn. Thì bên em hiện tại đang xuất những chậu này nè anh chị. Đó, đang nở dạt phía dưới anh chị à. Những chậu thế này thì cũng với mức giá là 150.000 đồng. Hai chậu thì bên em sẽ tiếp tục với mức giá là 280.000 và bao ship nhanh trên toàn quốc. Thì với một chậu 150 anh chị là bao ship, tiền ship tầm khoảng 3-40.000 rồi anh chị à. Thì hy vọng rằng đợt này thì anh chị sẽ ủng hộ em với hoa hồng đen và hoa hồng đỏ anh chị à. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa đó là dòng trao nâu với dòng thỏ. Trước khi kết thúc clip anh chị à, mời anh chị cùng theo chân em nha. Rồi, và một dòng anh chị mà trong thời gian qua anh chị cũng quan tâm khá là nhiều đó là dòng trao nâu xưa anh chị à. Trao nâu xưa này anh chị thì cánh hoa nó xoắn lên nè anh chị, thì anh chị hỏi rất là nhiều trong thời gian vừa qua, cánh xoắn lên và vòi hoa nó vô cùng là dài. Anh chị thấy không, hoa nó có mùi thơm rất là đã luôn. Vô cùng là dài. Thì đợt này thì tiếp tục bán những cái chậu đứng ngọn hoặc là đang nụ, và có thể là đang nụ như thế này hoặc là có thể là đứng ngọn như vậy. Thì sẽ cũng với mức giá 150 anh chị à. Một bao ship, còn hai chậu sẽ với mức giá là 280 đối với những cái chậu phi 16 như thế này. Mà một mặt hàng cuối cùng mà em muốn giới thiệu anh chị nữa đó là một dòng dendro thỏ anh chị à, thỏ hồng xưa, cánh chớp rất là đẹp luôn. Một số chậu còn em lựa ra được tuyển chọn thì xin mời anh chị vào mặt hàng chi tiết đó anh chị à. Đi thôi anh chị. Dòng dendro thỏ nè mà anh chị hỏi lúc trước khá là nhiều, và em xin nhắc lại thì nó giống tương tự như dòng chớp anh chị thấy không? Những cái gân gân nè. Đó, tương tự như dòng chớp, cánh hoa dựng đứng chảy dọc lên nè. Đó, thì rất là đẹp. Thì những chậu như thế này em xin được phép bán với giá là 330.000. Những chậu thỏ bụi lùm như nè, 1-2 tháng sau sẽ cho ra hoa anh nha. 1-2 tháng sau sẽ ra hoa. Những chậu với mức giá là 330.000. Thì sau cái clip quay vườn được rồi á, thì nhận được khá là nhiều câu hỏi của anh chị về việc cách thức mua hàng. Thì anh chị nào thích dòng nào hoặc anh chị thích mặt hoa nào, anh chị hãy liên hệ về hai số hotline đang xuất hiện dưới màn hình. Bên em sẽ có gửi hàng hoặc là chụp hình gửi qua Zalo đến cho anh chị nha anh chị. Thì sau cái clip đó thì nhận được sự ủng hộ của anh chị cũng khá là cao. Thì ngày hôm nay thì em tiếp tục em làm những cái clip đó để bán một số mặt hàng đó cho anh chị. Thì anh chị có nhu cầu anh chị liên hệ về hai số đó nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip lần sau tại kênh YouTube HOA LAN DUY PHONG. Xin chào và hẹn gặp lại.